Em tối nay tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Sau này em sẽ kiểm tra cái ổ ong này nó bị mất chú các bạn nhé. Đi con ong này là do ong non đi đi thụ tinh nó mất hay sao anh? Kiểu đi thụ tinh về nó kiểu như bị mất luôn không về nhé. Một là con chuồn chuồn hay con gì nó bắt các bạn nhé. Thường thường là hai con chuồn chuồn đi về mấy con ong khoảng 5 ngày tuổi, ong chú 5 ngày tuổi đi thụ tinh các bạn nhé. Đi nó mất không về nữa thì giờ em phải kiểm tra để xem là giờ kiểm tra mà giờ nắng tầm trưa rồi, tầm khoảng 10 giờ trưa rồi thì khoảng tầm chiều ban mát là bọn em sẽ nhập đàn các bạn nhé. Từ ổ này nếu mà ổ này mà không có chúa không ấy là chúng ta phải nhập đàn vào một ổ cho nó khuôn nó mạnh đi ạ. Giờ mình cứ tạo chúa ra thì nó mất nữa thì đang mùa mật rồi, trong thời kỳ mùa mật thì chúng ta tạm thời tính mật đó chứ không tính ổ các bạn nhé. Hai lần nữa. Mất hai lần thôi, Bữa tức là bữa trước là mất 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 bột chỗ lại mất tiếp. Thế chứ anh nó bị mất hai lần chúa rồi, đàn đàn ong này là bị giòn bị giòn giòn. già nên nó không tạo nổi, có không tạo được mủ luôn đúng không? Tức là ong này nó già rồi các bạn nhé, vì không có chúa nó không đẻ ra cái lớp kế cận các bạn ạ, thì nó không có tạo ra mủ được ạ. Là chúng em Không có ong non. không ong non nên nó không tạo ra được thì bọn em sẽ phải kiểm tra xem được là chiều bọn em sẽ nhập đàn các bạn nhé. Giờ tạm thời bọn em kiểm tra thôi ạ. Đó anh đang mở ra các bạn này, em zoom to lên cho quý anh chị xem ấy. Ở đây anh mở đây các bạn này, à quân cũng khá ấy nhé. Ong được nhiều thế, mở ra nhìn ong được một đống trên, ong được trên nhiều này. Trên nắp nhiều các bạn nhé, con ong đực kìa. Đây anh sẽ kiểm tra sơ qua để xem tình hình cầu ong như thế nào các bạn nhé. Đây anh sẽ cầm đây các bạn để đứng gần đấy nhé. Đó anh đang kiểm tra đây các bạn, anh đang nghiên cứu. Có mật không? Không có mủ ong, chưa chưa thấy mủ ong chúa các bạn nhé. À có một mủ đấy anh chưa? Mủ nhưng mà mủ mình không ra chỗ được. À thế à? Mấy mủ nó không ra được à? Nó già quá các bạn nhé. Nó có tạo mủ đây mà nhìn nhìn thấy 4 5 cái mủ nhưng mà Làm mủ cầm nó. tạo đi, nhưng mà trong này từng ông thơ chứ không có từng ông chúa. À chứ không thọ đâu, chúa đúng rồi, chúa thì Có từng anh ông chúa mới làm chủ được, chủ cấp tạo được. Đây thì mất chủ lâu ngày, đang còn ông mất chủ lâu ngày. cái này mất có mấy ngày rồi, tuần chưa, Khoảng tuần. khoảng tuần tuần nó đi con ong chúa non đi thụ tinh mà kiểu nó không về các bạn nhé. Cái thụ là kiểu đi thụ là bị 5 ngày tuổi nó mới cũng bay, nó yếu ớt ấy, nó hay bị một là va chạm nó chết các bạn nhé. Một là va chạm vào nó đi bay, nó niêu siêu đi về nó đi thụ tinh thì nó chứ Chim ăn hoặc cái phun nó. một là chim hay chuồn chuồn nó bắt con chúa đấy các bạn nhé. Vì con chim hay mấy các con khác nó ăn con chúa nó khôn lắm các bạn nhé. Đây là ông tự tạo chúa đấy mà anh bẹo đi vì cái đó không có chúa các bạn nhé. Vì đàn ong này nó có già rồi các bạn ạ, nó bị mất hai lần chúa rồi. Mật vẫn có các bạn nhé, đội quân đi làm mật vẫn đi làm mật ạ, ông thợ nó vẫn phải làm việc các bạn nhé. Ba cầu vẫn có mủ chúa các bạn này, vẫn có mủ chúa đây nhưng mà nó không Nhưng không không ra không, không nở chúa được vì nó nhỏ, nó không có mủ ông chúa, không có phấn ông chúa đấy các bạn ấy. Mấy cái mủ nó nàng vẫn làm đấy nhưng mà không ăn thua. Cái ổ này nó rất chậm phát triển các bạn nhé, vì nó không có lớp nhộng con kế cận các bạn, nó không đẻ được con ong chúa, nó không có trứng đẻ ra được thì nó chỉ có bấy nhiêu con, tuổi đời nó chết dần các bạn nhé. Nó không có chúa thì không nó tạo ra được, mà tạo ra cái chúa nó không có trứng chúa đấy, nó ấu trùng nó không có. Nên anh mở kiểm tra chiều là quyết định phải nhập rồi phải không? Ba cầu và lượng mật chưa có mật mấy. Đúng rồi, không có tướng các bạn nhé, nó mất một tuần rồi mà. Đấy, ở cầu này thì cũng thay nhiều này nhưng mà nó để một con tức thầy. Thấy ông được cũng nhiều ấy nhé. Không mà trong cầu này có mà đâu. Mà cái ông đực cũng đã kiểu có nhưng không phải nhiều. Cổ đau không đực cả. Cầu này bị cụ. Cầu đen Loài đen được. hả? Loài được nó bị cụ. Cầu này bị đen, thấy bị đen sát dưới, cái dưới bị đen. Kiểu nhập chiều buộc phải nhập các bạn nhé, kiểm tra như vậy là chiều phải nhập được các bạn ạ. Nhập để cho đàn quân nó phát triển mạnh đấy các bạn nhé, để đi làm mật chứ có tướng nó mới chỉ đạo được ạ.
giờ mà không có là chịu luôn, bó tay luôn các bạn nhé. Chiều nữa cái ổ này bọn em sẽ phải chuyển qua ổ bên kia các bạn ạ, phải nhập vào đàn ổ bên kia. Ổ đây để đấy, ổ bên đây có đây không? Bên đây để bên đây mát hơn, để bên đây mát hơn. Ừ, đó nè. Ở đây mát. Thì đây mát thì bỏ vào bỏ chúa vào đây thôi. Rất mong chiều em sẽ có một video nhập đàn ong vào cho các bạn xem, để xem và ủng hộ kênh của em Tony Tiến nhé. Cách nhập đàn anh bây giờ anh có kỹ thuật anh nhập đàn, không phải như ngày xưa phải nhập buổi tối để em sợ quân đánh nhau các bạn nhé. Anh vẫn có mẹo có bài, nhưng mà nếu mà anh em nào mới vào làm nghề ong mà chưa biết là bỏ vào nó đánh nhau thiệt. Đấy là cái này, kinh nghiệm các bạn nhé. Cái gì cũng phải có kinh nghiệm thì mới trường kỳ được các bạn nhé. Làm ong nuôi ong phải như vậy, nhìn nhà toàn ong các bạn ạ, 20 mấy ổ ong mà. Từ một đàn mà nhân lên, anh cả đi làm anh nhân anh tách ra mấy anh đi bắt ong cột điện nữa các bạn nhé. Bắt ong cột điện, bắt ong kiên tây, cây tách đàn đều có hết các bạn ạ, đủ thứ ạ. Ông đậy này, không đậy à? Tiếp qua bên chiều anh sẽ mở cái ổ bên đó, anh cầm qua đây để nhập luôn các bạn nhé. Em đang đứng đây cho nó mát một chút, tại vì sang bên đấy nó nắng quá. Đây, em đã đi qua đấy cực anh chị ạ. Trời hơi nắng nên em phải giang óc lên các bạn này. Ổ này thì ít các bạn này. Ổ này anh cũng tách ra đây không? Ổ này tách ra là tách ra được hai cầu các bạn nhé. Giờ đây, ổ này vẫn có chúa đó. Tức là sẽ nhập qua bên sang ổ này ạ. Như 3-4 con ong đang canh cửa cổng các bạn nhé. Đó, ong canh cửa đấy. Thân ăn. Rồi chạy rồi, thằng ăn chạy rồi. Thằng ăn nó giúp vào nó ăn mật các bạn nhé. Thằng ăn mật. Vì cái khung sắt này anh làm anh chưa để ấy, nó vẫn bò lên các bạn này, chưa bỏ nước. À, có hai cầu đây anh mới tách ra mà nó cũng ít, ổ này ít quanh quân nhưng mà cái ổ kia này cũng cái lượng không có chúa thì mình nhập vào cho nó phát triển mà đàn mạnh hơn các bạn ạ. Cầu mới đấy không? Làm chưa được mấy nhỉ? Cầu cũ à? Đó, anh kiểm tra hai ổ này sẽ nhập vào một các bạn nhé. Sẽ mang cái ổ này qua bên kia vì ổ này đang ở chỗ lắng bạn ạ. Cái ổ bên kia nó đang nằm ở chỗ mát kìa. Đấy, quý anh chị xem ạ. Nó để gốc cây nó mát bao giờ nó ong nó đỡ hơn nhé. Cái ổ xanh xanh nhá. Em vừa kiểm tra xong á, giờ em sẽ bỏ qua bên kiểm tra bên đây để chiều xem tình hình buộc phải nhập với các bạn nhé. Mùa này thì chúng ta nếu nhu cầu cần tắt thì tách, thì chúng ta buộc phải tách thôi, chứ có đúng ra mùa này không nên tách các bạn nhé, chủ yếu lấy mật là chính nhá. Mùa này đang là mùa hè đấy, thì nó lượng nó phát triển mạnh các bạn nhé. Thì trường hợp mấy ngày nay nắng quá thì nó đi làm phải đi sáng sớm nó đi ạ. Giờ nó về hết rồi các bạn nhé. Tầm 9:30 10 giờ trời nắng miền Trung này nó về hết ạ. Miền Trung nắng ghê lắm. Khủng khiếp. Nhìn thấy chúa chưa? Hả? À chúa đấy, chúa đen đen đang mở bò này. Nhìn thấy em nhìn đâu. Ra đầu cầu bên kia. Đây con chúa đấy các bạn nhé, chú non chú già đó. Nó. Ừ. 10 ngày. À, mới được 10 ngày tuổi à? Chúa chuẩn bị đẻ đây phải không? Mai đẻ phải không? Chúa 10 ngày các bạn nhé. Anh nuôi chúa thì anh phải biết là mấy ngày các bạn nhé. 11 ngày đấy. Hả? Ngày mùng 2 nữa. Ngày mùng 2 tháng 5, ngày mùng 2 tháng 5 nay là ngày 12, 10 ngày đúng 10 ngày các bạn ạ. Ngày nay ngày mai nó đẻ các bạn nhé. Ô thằng đàn nhiều thế. Đưa ra để cho. Hả? Bữa ra nó làm mấy rồi? Đưa ra để cho con phụ thành công. Nó sát quá, nó nằm ở trong cái thùng ong các bạn nhé. Vì cái lượng đưa ra để chưa nhắc qua gì. Nhắc qua là quân. Chiều nhắc qua đánh nhau không? Hả? Không. Không đánh à? Có chúa nó biết có chúa nó mới nó không đánh à? Nó sợ đánh là hơi mệt đấy nhá. Đàn bên ừ. Người mùi chúa này buộc phải theo đàn phải không? Đàn nó mất chúa rồi, em kiểm tra là quyết định là chiều phải nhập đàn này các bạn nhé. Nó tình hình ổ ong đây là chiều phải buộc phải nhập hai cái ổ này có chúa vào cái ổ bên kia các bạn nhé, ổ bên xanh bên đó, ổ xanh đây các bạn nhé. Rồi cũng cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây, xin quý anh chị xem và hãy ủng hộ em Tony Tiến nhé, bằng cách tại em Tony Tiến hôm nay anh chị em là chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.